Chương trình này được bảo trợ bởi Loan Factory 714-444-9999, thắp bạn so sánh. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Buổi sáng sẽ lại hấp dẫn với món sausage McMuffin with egg thơm ngon của McDonald's. Hiện nay, bạn có thể được hai bánh này để ăn sáng chỉ tốn 4 đồng rưỡi. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần thứ tư của chương trình Cà phê sáng của Radio Sài Gòn TV. Ở trong phần 3 thì Ngọc Lan đang nói về báo, một cái tờ báo ở Anh đó, Guardian, một tờ báo khá là nổi tiếng, đã viết về cái tình trạng mà người dân ở Sài Gòn đang lâm vào cảnh đói sau khi mà chính quyền đóng cửa trong suốt thời gian qua, rồi các cái tổ chức từ thiện của thế giới mà đặt trụ sở ở Việt Nam họ đã phải ra tay giúp đỡ như thế nào, cũng như là cái thực tế mà người ta đã trải qua nó hơn hẳn những cái gì mà chúng ta được nghe từ trên báo chí hay là giống như là những cái bàn tay của giới chức cao hơn đó, họ chỉ nhìn ở trên cái bề mặt thôi, còn ở trong cái tầng sâu đó như thế nào thì không ai nhìn thấy hết. Ngày hôm qua đó thì ở Sài Gòn đã bắt đầu cho ra cái quy định mới, đó là hàng quán được bắt đầu được bán để mua mang về. Tức là trước đây lúc mà bắt đầu ngày 23 tháng 8 là đóng cửa siết chặt hoàn toàn thì các cái tiệm ăn cũng dừng. Bây giờ thì là ngày 9 tháng 9 thì bắt đầu cho bán để mà mang về. Tuy nhiên cái chuyện mà bán mang về này đó, bên cạnh một số nơi người ta có thể đi ra mua được thì phần nhiều người dân người ta cũng mỉa mai rằng là cho bán nhưng mà không cho ra đường thì làm sao đi mua. Đó là một vấn đề thứ nhất. Cái thứ hai đó là bây giờ họ muốn mua thì cũng chỉ có một số nơi cũng chỉ phải là nhờ qua những cái người mà shipper đó, họ đi mua rồi mang tới. Thì bây giờ cái tiền mà ship nó rất là cao. Ví dụ như một phần ăn có thể là 30.000 hay 35.000 tiền Việt Nam, nhưng mà cái tiền mà shipping nó lên 50.000. Và họ nói bây giờ một phần ăn như vậy đó, ví dụ một cái tô phở hay một tô cháo mà cái giá nó lên như vậy thì họ cũng không có thể nào họ chịu đựng được hết. Bên cạnh đó những cái người, những cái doanh nghiệp, những cái tiệm ăn, ví dụ như tiệm phở, tiệm hủ tiếu mà mở lại đó, họ cũng nói là rất là dè dặt ở trong cái chuyện mà mở ra để bán lại, bởi vì nguyên vật liệu để mà đi chợ nó không có đủ, rồi cũng chưa biết là sẽ buôn bán như thế nào, cái gì nó cũng lên hết, mà nếu họ lên giá thì có người mua hay không, rồi chưa kể cái chuyện mà đi lại khó khăn, rồi đứng xếp hàng, giãn cách. Nói chung là nó khó 100 bề, cho nên là chưa biết bao giờ thì cái tình hình ở Sài Gòn nó sẽ được cải thiện cũng như ở các cái tỉnh thành khác, mà cứ không có một cái dự trù gì trước, cứ nghe là kịch bản này kịch bản kia nhưng mà cứ xoành xoạch thay đổi. Ví dụ như ngay cả cái chuyện mà Sài Gòn ngày 9 tháng 9 được mở cửa, những cái tiệm ăn được mở cửa bán lại để mà cho người ta mua mang về đó, những người đó họ nói cũng tự nhiên tối đang ở nhà cái nghe tên tin tức trên tivi nói là cho mở cửa, chứ họ cũng không có biết một cái gì trước đó. Thì người nào có sẵn cái gì trong nhà thì họ nghĩ là họ có thể họ nấu được thì họ cứ nấu bằng những cái cách như vậy thôi. Có nhiều cái lời than phiền. Thứ nhất là những người lớn tuổi mà không có rành công nghệ đó, nhiều khi họ nói rằng là bây giờ cho đặt hàng mang về mà phải có shipper mang về qua cái app gì đó tải xuống. Thì họ nói rằng là tôi không biết cái app đó là app gì nữa, mà tôi không biết cách tải như thế nào, mà tôi cũng không biết đặt hàng để mà gửi shipper tới nhà như thế nào nữa. Song song với việc đó đó thì rất là nhiều những cái cơ sở bán hàng, bánh canh, hủ tiếu, bánh mì, cơm tấm gì đó, họ nói rằng là cái thời gian này nè, mọi thứ đều lên giá. Mình mở ra, thứ nhất là giá cả sẽ gia tăng. Thứ hai nữa, tiền shipper bây giờ nó nhiều lắm rồi, nó cao lắm rồi. Cho nên là mở ra bán có lời hay không, hay là sẽ bị lỗ. Cho nên mặc dù là có kêu gọi là mở cửa hoạt động trở lại bán cho địa phương đó, nhưng mà cũng có nhiều người cũng dè dặt lắm. Cho tới ngày hôm nay đó thì họ nói rằng là có 10 cửa hàng ăn uống được mở cửa cho phép mang bán mang đi đó, thì chỉ có 2 hoặc 3 tiệm mở mà thôi. Còn lại 7 tiệm thì họ nhìn những cái tiệm bên kia nó như thế nào.
Rồi họ có tìm cái cách để mà họ kiếm người shipper nè, rồi họ kiếm cách để đi chợ nè, vân vân. 15 tháng 9 thì mới bắt đầu là nới lỏng giãn cách xã hội. Đó, mới cho phép đi ra đường nhiều. Mà bây giờ 9 tháng 9 cho phép mở ra để mà bán hàng thì lấy người đâu để đi mua đồ. Đó, thành ra người ta mới nói là nó lung tung hết trơn. Lung tung hết. Mở cửa nhưng mà không cho ra đường thì sao mua? Nó nhiều cái vấn đề lắm. Rồi cũng trong cái chương trình cà phê sáng của những tuần trước đó thì Ngọc Lan cũng có nhắc đến cái chuyện mà có cái tin nhiều nơi bị bơm hàng. Nhờ đi chợ hộ đó, nhờ mấy người bộ đội có, nhờ mấy người ở phường, ở hội phụ nữ có. Nhưng mà rồi sau đó thì không nhận hàng, khiến cho những người đi mua hàng phải bỏ tiền ra, vân vân. Cái lúc đó ầm ĩ ở trên mạng, ở trên báo chí có, truyền thông chính thống có, mạng xã hội có. Nói là trong thời buổi này có những người thiếu ý thức như thế. Rồi họ nói ra rõ ràng rằng là có phường chỉ chính xác luôn cái phường nào bị 30 cái đơn bơm hàng. Tuy nhiên ngày hôm qua thì ông Thượng tá Lê Mạnh Hà, ông này là Phó Phòng Tham mưu Công an Sài Gòn cũng là vào cuộc để điều tra, thì đã đưa ra cái câu trả lời rằng đó là tùy theo mỗi báo họ đưa cái tên, nói rằng là cái chuyện bơm hàng là chuyện không có thật. Nhưng mà cái chuyện mà nói đi chợ giùm á, mà nó có nhiều cái lý do. Đó là thứ nhất là như hồi nãy anh Trường nói, nhiều người không biết cái cách sử dụng những cái app đó để mà lên order sao, rồi order xong rồi không biết làm sao hết, rồi nó trùng 2-3 cái. Rồi có người đặt sai địa chỉ, rồi có người khi mà order nhờ đi chợ hộ xong thì họ lại đi vô khu cách ly, cho nên lúc mà người ta đem tới thì họ không có gọi họ được lấy hàng. Thì có rất là nhiều cái lý do được đưa ra để mà giải thích tại sao vừa qua có thông tin là đến có gần 200 cái đơn mà mua hàng giùm rồi bị bơm hàng. Tuy nhiên những cái lời giải thích này thì nhiều người ta cũng không đồng ý. Người ta nói là tức là trước đây bên cũng với chính quyền dựng lên cái chuyện đó để mà đổ tội cho người dân. Nhưng mà bây giờ lại nói là đi điều tra cái đó, đối với họ nó không có make sense gì hết, nó không có rõ ràng. Bởi vì trong thời buổi này đã để nhờ được đi chợ là khó rồi, mà đi chợ như vậy phải đưa tiền trước nữa, chứ cũng không thể nào mà nói là cái chuyện bị bơm như thế. Cho nên bây giờ chưa bao giờ, trước đây thì người ta đã mất niềm tin vào chính phủ rồi, bây giờ qua những cái chuyện này thì người ta càng thấy cái lời giải thích nào cũng không thuyết phục được họ hết á. Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Cà Phê Sáng ngày hôm nay. Cảm ơn Vĩnh Trường, gặp lại anh vào tuần tới. Ngày mai tôi có làm thế ai không? Baby Thế Ngọc Lan. Đó chứ nếu mà không làm thế ai hết thì ngày hôm nay tôi sẽ đi lấy lá giang tươi, bông súng tươi về để phục vụ các thượng đế ăn uống ở Bonsa. Cảm ơn quý vị theo dõi trong suốt một tiếng đồng hồ vừa qua, và ngay sau cà phê sáng sẽ là Thời sự Thế giới cùng với anh Hoàng Trọng Thụy và Thảo Yên. Xin kính chào quý vị. Ngọc Lan quên nhắc là chiều nay có chương trình Việt Bao La, mà tập này rất hấp dẫn, là dành cho những ai mà muốn tìm hiểu về cái nghề nuôi gà công nghiệp ở ngay tại Mỹ là như thế nào.